chào anh chị em và các bạn à, trong cái điều kiện à, nền kinh tế toàn cầu đang có rất nhiều những cái à, bất ổn như hiện nay thì à, rất nhiều doanh nghiệp trong nước à, cũng như các doanh nghiệp nước ngoài đều không tránh khỏi cái câu chuyện là chịu ảnh hưởng của à, những cái bất ổn của nền kinh tế. tuy vậy thì không thiếu à, những doanh nghiệp vẫn duy trì được cái việc làm ăn kinh doanh tốt và có cái tốc độ tăng trưởng à, à, bộ, ổn định. Trong những năm vừa qua thì đó là những cái điểm đến mà chúng ta cần phải quan tâm Để có thể đưa ra cái quyết định xem xét, cân nhắc, tham gia giải ngân và đầu tư Thì tiếp tục cái chương trình mà cổ phiếu đáng quan tâm Chúng tôi đã có hai phần, phần 1, phần 2 Thì hôm nay thì Thắng ơi xin được gửi tới anh chị và các bạn một cái cổ phiếu Mà theo cái đánh giá và nhận định của Thắng ơi Thì đây là một trong những cái cổ phiếu mà gọi là doanh nghiệp tăng trưởng vẫn duy trì được cái tốc độ tăng trưởng ổn định tuyệt vời trong cái thời gian vừa qua bất chấp cái việc là thị trường có những cái dấu hiệu của cái câu chuyện là suy giảm các ngành các lĩnh vực trong nền kinh tế ví dụ như bất động sản ví dụ như xây lắp ví dụ như sắt thép uh, có ảnh hưởng và kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2019 gặp vấn đề thì cổ phiếu mà chúng tôi muốn ra trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn không ngoài uh, những cái thứ mà chúng ta đã biết đã nắm trong thời gian vừa qua công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận là một trong những cái điểm đến đầu tư khá là tuyệt vời mà chúng tôi muốn giới thiệu và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn bắt nguồn từ cái câu chuyện là tại sao chúng tôi lại ra cái 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 cổ phiếu này trong ngày hôm nay thực tế thì cổ phiếu này đã được thắng ơi À, chia sẻ trước với cộng đồng anh chị em và các bạn à, trong ngày 15 tháng 5 tức là khi mà thấy những cái tín hiệu kỹ thuật của nó có những cái dấu hiệu tích cực thì chúng tôi đã ngay lập tức đăng lên cái nhóm fan club của tự doanh chứng khoán cũng như là chia sẻ trên tường cá nhân của facebook Lê Văn Thắng anh chị và các bạn lên trên mạng tìm Lê Văn Thắng có cái chữ cái hình là TOTV thì đó chính là Thắng và chúng ta sẽ ấn theo dõi để cùng nhau có thể cập nhật cái tình hình nhanh nhất có thể về những cái cổ phiếu những cơ hội đầu tư mà chúng tôi chia sẻ khi mà phân tích kỹ thuật có những điểm mua còn trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì thắng ơi sẽ lại dành thời gian nhiều hơn cho cái câu chuyện là chia sẻ sẽ chia với quý anh chị em và các bạn về cái góc nhìn của thắng về cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này nó như thế nào mà được gọi là một trong những doanh nghiệp tăng trưởng hoạt động ổn định và có những cái dấu hiệu của câu chuyện là không chịu ảnh hưởng của cái bất ổn kinh tế hiện tại cũng như là những cái bất ổn trong cái thời gian sắp tới khi mà cuộc chiến thương mại mỹ trung đang ngày càng có những cái dấu hiệu của câu chuyện đó là phức tạp hơn thì điểm đầu tiên chúng ta phải điểm qua đó là công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hiện tại đang kinh doanh và hoạt động trong lĩnh vực gì? Thì họ đang kinh doanh và hoạt động trong cái lĩnh vực đó chính là kinh doanh vàng miếng, sản xuất và sản phẩm kim loại tổng hợp khác. Và ở đây thì chúng ta thấy được là nhìn loáng qua về cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này trong cái báo cáo tài chính trong suốt những cái thời gian tính theo năm gần đây thì chúng tôi sẽ điểm cho anh chị em và các bạn khoảng 5 năm trở lại đây để chúng ta có cái góc nhìn tổng quan hơn về doanh nghiệp này liệu xem những thứ chúng tôi đang nhìn liệu xem những thứ chúng tôi đang phân tích đúng hay sai hay phù hợp như thế nào thì về doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ thì anh chị và các bạn phải mở một cái trang nó gọi là trang Vietstock Finance tức là financial.vietstock.vn và, và gõ vào cái cái gọi là phú nhuận gì để chúng ta cùng theo dõi trên màn hình. Chút xíu thì nếu được thì chúng tôi sẽ chụp cái hình để đăng lên đây cho anh chị em bạn nhìn để chúng tôi nói cho nó tiện hơn. Để sau này mỗi lần mà có những cái gọi là những cái hình để có thể là minh chứng, chúng tôi vẫn nói nhưng sẽ không có mặt ông thắng nữa mà sẽ có một cái bức hình để chúng ta nhìn thấy được là cái doanh thu về bán hàng cung cấp dịch vụ anh chị dễ theo dõi hơn. Thì để chúng tôi cập nhật cho anh chị thấy rằng là từ năm 2015 đến nay thì doanh thu và bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp này tăng trưởng đều đặn từ mức 7.700 tỷ mà năm 2018 đóng ở mức 14.500 tỷ, tăng đều đặn là 7.7 lên 8.500 lên 10 900 lên 14.500. Về các loại về lợi nhuận gộp cũng như là doanh thu hoạt động tài chính, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và một số cái lĩnh vực khác trong cái việc quản trị doanh nghiệp thì nó có một cái tốc độ tăng trưởng ổn định đều đặn. Về lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh thì tăng từ mốc 2015 là 200 tỷ, tương đương 199,4 tỷ, lên 547 tỷ năm 2016, lên 901 tỷ năm 2017 và 2018 thì lên mức 1.203 tỷ. Và sau khi mà trừ thuế và cộng gộp với các lợi nhuận khác thì chúng ta thấy được rằng là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì có một mức tăng rất là ổn định từ mốc 152 tỷ năm 2015 thì lên cái mốc 959 tỷ năm 2018 anh chị có thể sử dụng các cái biện pháp phải tính toán so sánh cái tỷ lệ tăng trưởng của từng năm mặc dù là cái tỷ lệ tăng trưởng không đều đặn nhưng mà có một cái 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 con đường tăng trưởng đều đặn đi lên thế là đang khá là tốt và khá là tích cực trong cái bảng cân đối kế toán thì chúng ta đều nhìn thấy được những cái vấn đề liên quan đến tiền các khoản tương đương tiền và điều chúng tôi muốn cho anh chị em và các bạn có thể nhìn ra được rõ nét hơn đó chính là hai cái chỉ số tài chính quan trọng đó là P/E và EPS. Thì hiện nay theo cái số liệu thống kê trên trang Vietstock Finance thì uh, EPS um, tức là lợi nhuận trên một cổ phiếu của doanh nghiệp này là 6481 đồng tính cho năm 2018. PE đang chấp nhận là 15.000 năm. À, với một doanh nghiệp tăng trưởng ổn định như thế này thì chúng tôi thấy rằng là P 18 đến 20 là hoàn toàn phù hợp và có thể chấp nhận được tức là chúng ta hoàn toàn có thể bỏ ra 18 đồng để mua một đồng lợi nhuận của doanh nghiệp này thì với cái mức là P là 18 đến 20 chúng tôi lấy giá định là 18 EPS hiện tại là tính cho năm 2018 là 6.480 đồng thì à, chúng ta có thể nhân ra được cái giá phù hợp của doanh nghiệp này à, là như thế nào Uh, bên cạnh đó nữa thì tháng ơi sẽ dành ra ít phút thời gian để tranh luận và chia sẻ với anh chị em và các bạn về việc định giá của giá của cổ phiếu này cho năm 2019. Với kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019 của doanh nghiệp này khá là tích cực và ấn tượng, tăng trưởng khá tốt so với năm 2000 cùng kỳ, tức là so với quý 1 năm 2018. Quý một năm 2019 thì doanh nghiệp này bất chấp thị trường không gần như không hề ảnh hưởng về cái vấn đề chơi vua chiến tranh thương mại, lợi nhuận sau thuế, thu nhập doanh nghiệp vẫn đạt 428 tỷ, uh, 428,7 tỷ đồng và thưa với anh chị là gọi các bạn là so với quý 1 năm 2018 thì nó có một cái mức tăng trưởng khá là tích cực quý 1 năm 2018 chỉ đạt 336 tỷ lợi nhuận uh, doanh nghiệp lợi nhuận cho thuế thu nhập doanh nghiệp thôi về phần doanh thu thì cũng hoàn toàn tương tự doanh thu quý 1 năm 2018 chỉ đạt 4.139 tỷ tuy vậy quý 1 năm 2019 thì mức doanh thu đạt 4.783 tỷ Điều mà chúng tôi muốn nói với anh chị em và các bạn đó là trong đại hội cổ đông năm 2019 thì công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã có một cái kế hoạch kinh doanh khá là ấn tượng với câu chuyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng về mặt lợi nhuận cũng như là về mặt doanh thu. Trong báo cáo tài chính của công ty này và cũng trong cái đại hội cổ đông được công bố thì về à, cái mặt là lợi nhuận thì dự kiến là sẽ đạt 1.200 tỷ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và với 1.200 tỷ so với cái mức lợi nhuận của năm 2019 thì chúng ta thấy rằng là 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 có vẫn duy trì được cái mức tăng trưởng gần 20% so với năm 2019. Và với 1.200 tỷ lợi nhuận doanh nghiệp theo kế hoạch uh, hiến thị rõ nét quý 1 năm 2019 đã đạt tới 428 tỷ thì chúng ta có thể nhân sơ bộ là 4 nhân với 416 nhưng mà chúng tôi chỉ <laughs> thấy rằng là cái việc đạt ngàn 2 là hoàn toàn nằm trong khả năng của công ty này và với ngàn 2, khối lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại là khoảng uh, bao nhiêu anh chị em và các bạn? Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành anh chị và em và các bạn? Chúng tôi nhớ không nhầm là số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 167 triệu cổ phiếu anh chị em và các bạn Với 167 triệu cổ phiếu đang lưu hành và chia cho đến 1 ngàn 2 anh chị chia Thì chúng ta sẽ uh, dùng một cái, cái phép chia nhanh chóng đi anh chị em và các bạn Chúng ta có hoàn toàn có thể nhanh chóng để chia ra được là cái OBS uh, của cái doanh nghiệp này dự phóng năm 2019 chúng tôi dành ra ít phút để quý anh chị em và các bạn có thể cập nhật và vừa là phân tích cũng như là cùng với anh chị em và các bạn chia sẻ và tranh luận về cái vấn đề này thì đây chúng tôi đã chia sẵn cho quý anh chị em và các bạn rồi đây chúng ta có thể chia nhanh 100 uh, 1.200 tỷ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của phú nhuận duy chia cho 167 triệu phủ cổ phiếu thì chúng ta sẽ tương đương với cái mức đó chính là bao nhiêu ạ à? bao nhiêu anh chị em và các bạn rồi anh chị chia sau đó nhân với P trên E ở cái khoảng 18 Thì chúng ta thấy giá của cổ phiếu này dự kiến từ 130 đến 150 nghìn tùy theo tình hình thực tế và tùy theo cái biến động của hoạt động kinh doanh quý 2, quý 3, quý 4 thì chúng ta sẽ đưa ra được cái nhận định cụ thể hơn. Thì nếu như anh chị và các bạn có những cái tranh luận khác thì vui, vui lòng để lại những cái bình luận ở phía dưới video để chúng ta cùng nhau tranh luận. Và nếu tìm được những cái doanh nghiệp nào tương tự và có những cái tốc độ tăng trưởng ổn định như vậy, lợi nhuận của doanh nghiệp đang vẫn giữ được những duy và duy trì cái sự ổn định trong dài hạn từ 3 đến 5 năm và không có những cái biến động bất thường thì chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ cái tên mã cổ phiếu ở phía dưới để thắng ơi cùng uh, tranh luận cùng uh, học hỏi và cũng cùng là bình luận cũng như là chúng tôi sẽ phân tích lại và làm video để giới thiệu tới quý anh chị em và các bạn những cái cơ hội đầu tư trong những thời gian sắp tới video này thì cũng đã khá là dài vì vậy chúng tôi xin kết thúc video tại đây có những tranh luận thêm nào về cổ phiếu này cũng như là những cái bình luận hoạt động kinh doanh vui lòng để lại dưới video để chúng ta cùng nhau uh, tìm hiểu và nghiên cứu xem là chúng ta có nên xem xét đưa cổ phiếu nào và cổ phiếu này vào danh mục đầu tư của mình hay không có thể sử dụng uh, phú nhận di là một trong những cổ phiếu đầu tư bền vững dài hạn lâu dài hay không thì chúng ta uh, cùng nhau bình luận Xin chào và hẹn gặp lại quý chị em và các bạn trong một video tiếp theo